phòng chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ. Hơn 1.000 tỷ đồng, đó là số tiền của 3 triệu bị hại trong vụ công ty đòi nợ thuê núp bóng công ty luật vừa bị công an Tiền Giang triệt xóa. Cảnh báo tình trạng trộm dây cáp điện ở tỉnh Hậu Giang. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Hôm Nay Tin Nhanh được phát sóng trên kênh VTV Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý khán giả, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc COVID-19 bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, hầu hết tập trung ở người cao tuổi, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5. Cùng với đó, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm. Ngành y tế đang xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 dịp lễ sắp tới. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, miễn dịch với SARS-CoV-2 của người dân thành phố từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022 nay giảm xuống còn 96,7%. Việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cần được xem xét trong bối cảnh hiện nay. Sắp tới, cả nước sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài ngày. Các chuyên gia khuyến cáo, thời tiết chuyển mùa, nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2. Do đó, khi đến những nơi công cộng, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, đeo khẩu trang, sát khuẩn là biện pháp tiên quyết trong điều kiện hiện nay. Trước bối cảnh nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn từ ngày 17 tháng 4 cho đến khi có thông báo mới. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 ngừa COVID-19 tại một số khu vực thuộc tỉnh Bạc Liêu còn thấp so với kế hoạch. Đồng thời, một số bệnh truyền nhiễm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu đang diễn biến phức tạp. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của trung ương và địa phương, thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, chú trọng về tiêm vaccine và ý thức của người dân, đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Bên cạnh những diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19, thì người dân cũng cần nên cảnh giác khi sử dụng một số loại thực phẩm để bảo vệ sức khỏe. Mới đây, sản phẩm kẹo ngậm Hammer đang bày bán tràn lan trên thị trường vừa bị phát hiện có chứa chất cấm không được sử dụng trong thực phẩm. Theo Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 sản phẩm kẹo ngậm Hammer được mua ngẫu nhiên đều chứa các dược chất được sử dụng làm thuốc hỗ trợ và điều trị chứng liệt dương ở nam giới. Hàm lượng các chất này trong kẹo ngậm Hammer cao hơn liều tối đa quy định là 5 đến 15 lần. Nếu sử dụng nhiều có nguy cơ nhồi máu cơ tim, tử vong đột ngột do bệnh tim. Kẹo Hammer là một trong 7 sản phẩm có chứa chất cấm đã bị Singapore cấm từ năm 2019. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn được bán tràn lan ở Việt Nam cho đến nay. Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn, nhưng hậu quả của nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Hôm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu của nam bệnh nhân ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhập viện do bị bò đá, phải cắt bỏ tinh hoàn bên phải. Bệnh nhân cho biết mình bị bò đá trong lúc cho bò ăn. Kết quả chẩn đoán nam bệnh nhân bị chấn thương độ 4, không còn mạch máu nuôi tinh hoàn nên buộc lòng phải cắt bỏ. Và xin được thông tin thêm, đó là đối với trường hợp cắt một bên tinh hoàn thì vẫn có thể lập gia đình và sinh con tự nhiên. Tuy nhiên thì do bị mất một bên nên là khả năng sinh sản và lưu trữ tinh trùng sẽ ít hơn bình thường. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ tổ chức tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết xác định 415 đối tượng có liên quan. Trong đó, có 400 đối tượng trực tiếp là người đòi nợ thuê bằng cách khủng bố, buộc các con nợ phải trả tiền vay từ các tổ chức tín dụng ngân hàng. Đến nay, công an xác định 415 đối tượng này đã đòi nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Qua xác minh, bước đầu có gần 3 triệu bị hại trên toàn quốc. Phía công an đang yêu cầu ngân hàng, công ty tài chính giao nộp toàn bộ số tiền mà người của công ty Pháp Việt đã đòi được. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can, thu giữ nhiều tỷ đồng và phong tỏa rất nhiều tài sản của các đối tượng có liên quan. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Mới đây thì 4 thiếu niên tuổi từ 14 đến 17 ở Kiên Giang đã rủ nhau mang dao khống chế người đi đường để cướp tài sản. 4 đối tượng khai nhận trước khi đi, chúng chuẩn bị 2 cây dao tự chế để chống trả nếu bị người dân phát hiện truy đuổi. Khi đến xã Tân An, huyện Tân Hiệp, phát hiện một thiếu niên đang chạy xe máy một mình, cả nhóm đã áp sát và dùng dao khống chế cướp xe. Ngay sáng hôm sau, 4 đối tượng đã bị công an bắt giữ cùng tang vật khi đang tụ tập ở một quán cà phê.
dây cắp điện và dây tiếp đất của hệ thống chiếu sáng công cộng là những thiết bị chuyên dụng có giá trị cao. Thời gian qua, thì các đối tượng trộm ở Hậu Giang đã lén lút cắt các dây này đem bán phế liệu, gây thiệt hại không nhỏ tài sản của nhà nước. Vỉa hè đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc thành phố Vị Thanh, 35 mét dây cáp điện chiếu sáng và dây tiếp đất của trụ điện không cánh mà bay. Cách đó không xa, nhiều hệ thống chiếu sáng công cộng khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Mới đây, công an thành phố Vị Thanh đã bắt được 4 đối tượng trộm dây cáp điện chiếu sáng, chủ yếu là thanh niên ngụ tại Hậu Giang. Bước đầu, nhóm này khai nhận các trộm dây cáp điện để lấy lỗ đồng bán kiếm tiền tiêu xài. Theo lời khai của các đối tượng, giá mỗi ký lỗ đồng trộm được bán cho các dự phế liệu cao nhất là 150.000 đồng. Lợi dụng quen biết, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với bà Nguyễn Thị Thuận với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian lẩn trốn, mới đây đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vào đầu năm 2015, lợi dụng việc bà Thuận ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nhu cầu vay tiền, nên Thảo đã nói dối rằng bản thân có mối quan hệ thân thiết với một ngân hàng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó gợi ý giúp bà Thuận vay không cần thế chấp với điều kiện phải đóng tiền thế chân. Tin lời Thảo, từ tháng 1 đến cuối tháng 4 năm 2015, bà Thuận đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo gọi là đóng thế chân, tổng cộng 125 triệu đồng. Sau khi đưa tiền và chờ đợi một thời gian không nhận được tiền vay như đã hứa, bà Thuận đã làm đơn tố giác Thảo với công an thị xã Cai Lậy. Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Thảo bị Tòa án Nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xét xử và tuyên phạt 4 năm tù, nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Trong quá trình tại ngoại, tháng 1 năm 2018, Thảo bỏ trốn và bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh ra quyết định truy nã. Hiện tình trạng đăng kiểm tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang quá tải, nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã khuyến cáo các chủ phương tiện đăng ký qua app, nhưng nhanh nhất cũng hơn một tháng xe mới được kiểm định. Điều này đã khiến nhiều chủ phương tiện đua nhau đưa xe về các tỉnh thành ở miền Tây để đăng kiểm. Xe nối đu thành hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm. Tình trạng này xuất hiện gần một tháng nay tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6505D, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Quá nửa các xe trong số này đến từ các địa phương khác. Trong đó, nhiều nhất là xe từ thành phố Hồ Chí Minh. Lượng phương tiện đến kiểm định tăng đột biến khiến trung tâm rơi vào tình trạng quá tải. Bình thường mỗi ngày, trung tâm này kiểm từ 50 đến 60 xe, nay tăng lên 3 lần. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo các tài xế trước khi đưa phương tiện đi đăng kiểm phải kiểm tra bảo dưỡng xe đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này tránh tình trạng đăng kiểm bị rớt, phải mất thời gian quay lại đăng kiểm lần thứ hai. Đi bộ sang đường không đúng quy định, nhất là ở những tuyến đường có nhiều xe tải lớn lưu thông, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng trên thực tế, chỉ vì tiện mà vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm len lỏi qua đầu xe tải lớn để sang đường. Tình huống từ clip ngay sau đây là một ví dụ. Hình ảnh từ camera hành trình của một chiếc xe container ghi lại cho thấy, trên tuyến đường đôi có dãy phân cách giữa cả đoàn xe đang dừng chờ để lưu thông. Khi chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, thì xuất hiện một người phụ nữ đi bộ cắt qua đầu chiếc xe có lắp camera hành trình chạy theo qua dãy phân cách để qua đường. May mắn là lái xe đã kịp thời thắng dừng xe nên chỉ va chạm nhẹ cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình huống thực sự là lời cảnh báo với mỗi người. Đi bộ sang đường cần đi đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình